Minasan, konnichiwa. Nhật ngữ Hoa Sen xin kính chào toàn thể quý bạn và các vị. Chúng ta có tình huống sau đây. Mỗi ngày cô ấy dọn vệ sinh, giặt đồ, đi mua sắm, ngồi nấu ăn. Để liệt kê hành động hàng ngày, chúng ta thường dùng VT, VT, VMAS như ngữ pháp ở bài trước chúng ta đã học. Nhưng ở đây chúng ta chỉ cần liệt kê một số hành động tiêu biểu thôi. Vậy làm thế nào để liệt kê những hành động tiêu biểu của mình? Kanozova mainichi soji shitari ryori o tsukuttari shimasu. Cô ấy mỗi ngày nào là dọn vệ sinh, nào là nấu ăn. Với ngữ pháp ve tari shimasu. Ý nghĩa nào là V1, nào là V2. Ở đây chúng ta chỉ nêu lên một vài hành động tiêu biểu đại diện, còn nhiều hành động khác nữa nhưng không được liệt kê ở đây. Thì của câu do động từ của quyết định, chúng ta hãy cùng đến với ví dụ để hiểu rõ hơn về ngữ pháp ngày hôm nay nhé. Shimatsu, tsuriyo shitari, kodomo to asondari shimasu. Cuối tuần tôi dự định nào là đi câu cá, nào là chơi với con. Và còn nhiều dự định nữa nhưng tôi không kể ở đây. Kino, kanozo wa hon o yondari, ongaku o kitari shimashita. Hôm qua cô ấy nào là đọc sách, nào là đã nghe nhạc. Konban, tegami o kaitari, nihongo o benkyou shitari shimasu. Tối hôm nay tôi dự định nào là viết thư, nào là học tiếng Nhật. Dạ, minasan, konban, nani o shimasu ka? Kotai wa komento shite kudasai. Vậy các bạn tối nay sẽ làm gì? Hãy ứng dụng ngữ pháp ngày hôm nay và để lại câu trả lời của các bạn dưới dòng bình luận nhé. Saigo made mite arigatou gozaimashita. Chào nè.